Xin chân thành cảm ơn tiết mục múa Ấn Độ hết sức đặc sắc vừa rồi. Và để nối tiếp chương trình, xin mời tất cả quý vị cùng thưởng thức tiết mục múa của dân tộc Hoa được mang tên Phong Nhã Tụng.
được cảm ơn những tiết mục văn nghệ hết sức đặc sắc đến từ câu lạc bộ văn nghệ của khoa Đông Phương Học, trường đại học khoa